Bạn xuất sắc nhận thoại nghĩa chụp này mình đang thiết cho mỗi Simple Tutorial. Bạn video này cứ to bị video muốn cứ cả update từ càng Windows đọc mùi. Bạn ấy lấy cứ trong bàn download chọn hai laptop bọc trong bàn download chọn hai cứ việc lượn này lại này ấy bạn. Mấy nó phải để chọn máu cứ việc load lại nó mau tầm đó ok bật dần. Bạn đấy còn để chọn máu cứ việc load mau tầm đó cứ mình lấy thạc trong cả download nơi Windows đậm mùi nó cứ chọc hái ở lấy trim luôn chứ sạch đậm bầy làng tại căn Windows đậm mùi nó hái đó còn tại với cả restart nào tại bằng nó hình chẳng nhưng mình upgrade tại căn Windows đậm mùi tỏ dưỡng tạm năng tặng lọc nế lấy xem chọc restart hái chẳng mơ vì mình vậy không lại nế. Đoạn, lấy việc chấp đảm restart hái. Bạn cả video muốn cứ dùng thuộc cả download hay dùng rung chăm rồi hồ đó về download chop ấy là việc bạn bằng chop hay có ao dùng restart đồng bày install nó Windows đồng mùi nắng là dùng chập làm restart hả dùng chăm mưa tặng ọc nế. Bạn à, lấy này load trên máy hái cứ Windows đọc mùi cứ riêng trái ảnh dù cứ lấy thay số bà bảo viết cái load mà là cái đảo này lấy search lấy Windows ok ồ này turn off này user cứ về load nó hàng trong này vậy bạn này interface bảo viết hình trạng ảnh ok cái bình đẳng kia là thoải mà đã tặng ok dừng cái lệnh bạn cứ lộn được hàng cloud mist style rồi bằng mac ok đây là dừng bàn cho tạo window 11 hay cứ video nó cứ về miền tây bắc bắc năng thế bạn số một con này tặng này đã chấm lại pay liền không cả tạm đạn bạn số một con số chỉ bị liền.